Hello, em chào anh chị em. Buổi tối ngày 20 tháng 2, tháng 4. Nhanh, mới đây là gần hết tháng nữa rồi anh em ơi. Chúc anh chị em một buổi tối an lành và thật nhiều hạnh phúc à. Cứ mỗi tối cứ lên đây lại gặp các anh. Nhưng tối hôm nay thì em lên một ít quần mưa. Nói chung là có gì ta bán đấy, chờ hàng mới về. Thì thông thường số điện thoại của shop không thể quên là 0911337139 nha anh em. Và đấy là số Zalo nếu anh em cần có nhu cầu ủng hộ đồ cũ lính Mỹ đã qua sử dụng thì chịu khó trực vào lúc 7 giờ tối, mỗi tối 7 giờ đến 10 giờ đêm. Vì thời điểm đấy là anh em tập trung chốt căng nhất. Và ai gọi trước em chốt trước nha. Thì khi anh em xem video ưng mã nào cho một like và một bình luận ngay trong kênh YouTube của Trâm Nguyễn US Admin. Sau đấy anh em gọi điện số điện thoại để chốt nha anh em. Còn ai gọi trước em chốt trước thì anh em cũng giống như em, các anh thì chọn shop uy tín, shop hàng bán hàng chuẩn Mỹ hay là shop làm ăn ok thì các anh lựa shop để mua, còn em thì em cũng lựa khách để bán đấy. Ai cũng có quyền tự do. Em thì khách miễn là em chấp nhận được khách thì em chấp nhận, còn những khách mà cặt trớp rồi là khách tuy là em có tạm thời chấp nhận chăng nữa nhưng mà cái đó chắc là ai cũng có mật, nói tóm lại ai cũng có mật hết. Cảm thấy không ổn thì ta tự rút nhau thôi. Em là rất là đơn giản, nếu như ép em mà phải chấp nhận hoặc là có một vài khách em thấy không thể duyệt được. Chẳng hạn như biết hàng em đến tới nơi rồi tìm cách là ép em giờ mà không nhận thì sẽ phải hoàn về, nói giờ bớt cho anh nọ bớt kia đồng ý thì anh mới nhận hàng. Thì đấy đó là vì nó lỡ chuyến rồi thì chấp nhận thôi. Còn không thì lần sau ta cũng ít khi gặp nhau. Rồi em lên cho anh em một cái quần mưa, lô quần mưa này em chờ áo mà lâu quá. Hôm giờ mấy trăm cái quần mưa mà giờ chờ áo thì thôi bán quần. Có ai cần quần mưa thì chốt nha. Quần mưa hàng chuẩn Mỹ nha em. Quần còn đẹp mơ, đẹp mỏng luôn này. Em bán bớt đi chờ lâu quá. Salad roller. Cái này bụng to bụng nhỏ anh em về ok hết nha. Nhỏ thì tun lại mà to thì mở ra. Bụng nhỏ nhất của nó là 90 và to nhất là 110. Báo mới đẹp cho anh em luôn à. Con nào không mới đẹp, không nó không có lủng rách nó mà lủng rách thì em sẽ phải bắt lỗ. Đó, đẹp luôn. Con này là 400 ngàn một cái. 400, chốt mã 49 giùm em à, sa mạc. Mã 49 giùm em. Rồi tiếp con này cọp trắng. Đồng giá của nó là 400 ngàn nha nha. 400 ngàn một cái, chốt mã giùm em này. Con này size medium rare, tem này em dòm tem này. Bụng của nó thì nhỏ là 70 mà dán hết cỡ là 90 là ok. To hết cỡ là 90 nha em. Dây chạc thì loại này không có dây chạc. Dài 104. Anh em bận quần này này. Ở dưới quần anh em có thể đôn nhỏ lại như vậy nha. Rất là nhỏ luôn. Đây. Rất là nhỏ, quần thì bao đẹp cho anh em, đồng giá là 400 ngàn. 400 ngàn đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn. Chốt cho em 400 ngàn mã 47 ha. Quần mưa cọp, mưa to không ướt. 47, chốt mã 47 giùm em. Tiếp một con quần multicam cọp, con này còn mã xuất kho luôn này. À quên, cọp trắng, cọp không quân. Con này size XL. Rêu lơ anh em mà thiệt bự nhất, size to nhất của đồ Mỹ là con này. Và cũng to nhất là Việt Nam. Anh em có thể giãn như vậy này. Cái dây này là dây nó bỏ vào M65 anh em này. Dây rút của M65 á. Anh em mà lỡ mà áo M65 của mình mà bị mất á, em mách nhỏ nha. Mình tạm thời mình rút cái dây này bỏ vào M65. Khi nào mà mình quần bận quần mưa mình rút dây này bỏ lại quần mưa đỡ tốn tiền, mình tận dụng được ha. Em đó
đo cái quần này là bụng 86, giãn ra hết cỡ là 116. Em chỉ cho các anh rồi em bán đồ cho ai biết. Dài 110. Quần này đẹp luôn nha. Quần này cũng đẹp mới luôn. Đồng giá là 400 ngàn hết. Trời ơi, giờ này ai nhắc cơ trời. Em chốt hàng, anh em biết không? Bữa nào bán like buổi tối lên đăng bài, đăng like lên vậy là em chốt từ sáng tới tối. Bữa nào mà lỡ mà ăn cơm lề mề một phát là không được nghỉ trưa đâu nha. Là coi như tối này tới. Đấy, anh em nghe chuông nha. Chuông này là hiện tại đây là mấy giờ? 5 giờ. Đấy, đúng 5 giờ chiều em vừa mới chốt hàng xong, hàng đi cái bắt đầu lại quay qua quay video này. Thì một ngày em chỉ bán được, căng nhất đóng được 40 đơn. 40 đơn. 40 người chốt hàng đó, 40 đơn thôi. Chưa có bữa nào đến lên được 50 đơn. Rồi con này mà quất nguyên một ngày ròng rạch. Con này là đồng giá là 400 ngàn, chốt mã 46 giùm em này. 46. Làm ăn kiểu này chắc chết toàn. Tiếp một cái quần này rần ri cho em, nhỏ này, size nhỏ, con này có lỗi rồi. Con này cái tem size nó mất tiêu đâu rồi á. Nhưng mà cái ron lưng của nó rất là đẹp nha. Cái ron ở trong rất là đẹp. Size nhỏ à. Em đo nhỏ và to này. To và nhỏ thì anh em cứ co giãn ra ha. Nhỏ của nó là 70 và căng hết cỡ là được 80. Căng hết cỡ là 78 chứ chưa được 80 ha. Con này là siêu nhỏ luôn. Dài 90. Con này có lỗi này. Ở ngay cái sông mông của nó mạng một phát đây à. Em dán đây để báo lỗi này. À, con này ngắn lắm. Con này em kêu dài bao nhiêu ta? Con này rất là dài, à, rất là ngắn. Nhưng mà quần cũng đẹp. Nói chung là quần này còn 90-95% nữa thôi. Có một cái đường hằn nha đây. Cái quần này là bằng em bận là vừa gọn gàng luôn. Rồi con này 350 chốt mã 45 giùm em này. 350 chốt mã 45 giùm em. Tiếp một con sa mạc. Con này chưa có sử dụng luôn anh em ơi. Đấy, con mạc, tay mạc chưa có sử dụng luôn à. Ở dưới này có cái cờ của nước Mỹ này. Sau này bao nhiêu cái tem của nó. Rồi cái tem thì tem mới đây nha anh em. Con này size lát rêu lơ. Anh em thường lát rêu lơ là con này bụng nhỏ thì anh em vô tư rút từ 90 đến 105. À 110. Thoải mái mà rút. Dài 110 ha. Mới kẹn luôn. Mới tem. Đồng giá là cứ 400 ngàn, chốt mã 44 giùm em. Mã 44 giùm em. Tiếp một quần mưa, bữa nay mưa nhiều lắm anh em ơi. Bữa nay vào mùa mưa rất là mưa nhiều luôn. Cái dây rút này, anh em có thể cứ nhỏ, to nhỏ là anh em cứ việc rút lại nha. Nếu thích nhỏ, quan trọng là nó to hết cỡ bằng bụng mình là được bao nhiêu thôi. Rồi bụng này là 108, nhỏ thì 80, 60 gì cũng được hết, tùy, tùy anh em. Rồi dài 106. Con này là hơi đặc biệt một chút này, chất vải. Con này thấy nó giống cái thằng... thằng gì ta? Có cái bả điểm lót này là của... mấy cái dòng bánh tía. Mấy cái dòng bánh tía quần có túi hộp đàng hoàng này. Anh em nhìn thấy quần mưa này có túi hộp không? Mấy quần này đặc biệt không có cái túi nào hết. Nhưng mà con này lại có một cái túi hộp. Cho nên con này hơi đặc biệt. Hơi đặc biệt nha. Có cái túi hộp đây luôn này. Hai cái túi hộp. Nó y chang mấy quần kia nhưng mà con này là... em quên mất cái tên rồi. Nhưng mà cái dạng đặc biệt đó. Dạng như dạng đặc điểm. Dạng mà bánh tỉa đó. Chứ không phải giống mấy cái loại bình thường đâu. Con này là 450, chốt mã 43 giùm em. 450 chốt mã 43 giùm em.
cái tem mã vạch của nó anh em vô này. Đó. Cái này bữa hôm em có nói rồi em quên mất rồi, giờ đầu óc nghe không ổn rồi. Nói như ông kia nói. Rồi tiếp một con quần rần ri vải quần mưa rần ri nha anh em. Con này size medium long. Medium long là người cao 1m74 trở lên à. Medium là từ 70 tới 80 kg á. Rồi con này thì nhỏ là 80 mà to là 100. To hết cỡ là 100 à. Quần rất là mới nhưng mà bị dơ một chút đầu gối này. Dài 110. Cái lông là cái chiều dài của cái quần mưa nha anh em. Ở đây nó bị dơ về giặt giùm em cái này. Đây gọi là vết dơ. Đây nữa nha anh em. Vẫn đồng giá là 400 ngàn hết. Đó, vết dơ này. 400 ngàn chốt mã 42 giùm em. Mã 42. Ai thiếu quần thì chốt nha. Con này dây của nó màu xanh giống quần M65 luôn này. Con này size lắt long. Vừa to và vừa dài. Con này nhỏ thì 80 mà to là 88. Rồi dài 114. Con này không có gì để báo cả. Không có gì để báo lỗi nữa. Con này là 450 chốt mã 41 giùm em. Mới tem tèn tèn luôn nè. 450 chốt mã 41 giùm em ạ. Rồi con này nữa nha anh em. Con này là size XLAT Railer. XLAT là anh em thiệt bự nha. Bự nhất luôn. Bự nhất. Nhất đất nước Mỹ và bự nhất Việt Nam luôn. To hết cỡ của nó là 116. Nhưng mà nhỏ 90 vẫn ok. Dài quần của nó là 108. Nhưng mà dòng quần mưa này ở dưới ống quần này nha. Dưới ống quần có một đường dây kéo nhựa ha. Đó, một đường dây kéo nhựa này. Kéo lên. Quần này cũng mới, không có gì để báo hết. Không có gì để báo hết. Rồi con này là 350 chốt 40 giùm em mã 40 ạ. Chốt mã 40 giùm em ha. Tiếp một con quần mưa nữa này. Con này là size medium regular. Medium là anh em 70 tới 80 kg là vẫn ok á. Bụng 80 đến 96. Con này chiều dài chỉ có 106 thôi. Chiều dài chỉ có 106 thôi. Quần này đẹp nha. Mới 98% luôn ấy. Mới đẹp luôn. Ai chốt con này 450 mã 38. 450 mã 38. Rồi tiếp một con sa mạc nữa nha anh em. Bên đây hết cọp rồi hay. Thế toàn là sa mạc với rần ri không à. Rồi con này size medium long. Tem còn mới kẹo luôn nha anh em. Size medium long. To hết cỡ của nó là 96. To hết cỡ là 96. Dài 114. Mới tem luôn. Không có gì để báo hết. Không có cái gì để báo hết. Chốt cho em con này 450 mã 37. 450 mã 37. Tiếp một con này nữa này. Con này đời tem trắng luôn. Size medium short. Size medium short nha em. Size medium short. Con này thì rồi em đo cái bụng của nó to hết cỡ là 96. Mà 80 thì nhỏ hết nha. Nhỏ là 80, dài to nhất là 96, dài có 98 à. À dài có 96 à. Dài có 96 à. Sao mà nó ngắn vậy ta. Rồi con này anh em nào thấp bé nhẹ cân này. Anh em nào thấp bé nhẹ cân chốt con này này. Cái con này thì chỗ này như có cái vết gì đen đen nhẹ nhẹ đây này. Đen đen nhẹ nhẹ đây ha. Rồi. Đẹp trai.
cái đường ron vẫn ok hết à, đẹp thế này. Rồi con này chốt 450, mã 36. 450 là giá tiền và mã là phải đọc mã giùm em nha. Rồi tôi chốt cái mã 86, 36 là em biết à. Tiếp một con sa mạc nữa nha anh em. Con này size medium rare luôn. Em chỉ cần đo bụng to nhất thôi nha anh em, về tự rút theo bụng mình. To nhất là 96. To nhất là 96. Và dài là 108. Mới teng 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 luôn, nhưng mà con này hình như có một vết gì đây này. Có hai cái chấm nhỏ nhỏ này. Có hai cái chấm nhỏ nhỏ nha nhé. Rồi con này là 450, mã 35. Ai chốt quần này thì bảo là tôi chốt cái mã 35, nhưng mà giá tiền của nó là 450 ạ. Tiếp một quần mưa không quân nha anh em. Quần mưa không quân. Cái dòng này tem nó lạnh đi đâu á. Dòng này hai da, nhưng mà tem nó lạnh đi đâu á, không có thấy tem luôn á. Rồi quần này là bụng 86 là hết cỡ nha. 86 là hết cỡ. Con này là cái tem nó nằm đâu. Cái này là có túi này. Có túi hộp luôn à. Giống cái quần bán tỉa hồi nãy á. Nhưng mà con này bị dơ rồi. Con này bị dơ một chút rồi. Con này là dài có 92 à. Dài 92 à. Bên này đẹp ha. Chỗ này em nhìn thấy cái vết dơ đây mà. Vết vàng vàng, xanh xanh vàng vàng nhẹ nhẹ này. Đó, nguyên cái đám này ha. Đằng trước của nó anh em nhìn thấy ở đây có một cái vết vàng vàng không ạ? Đây, nó có một cái vết vàng vàng đây ha. Hai cái đầu gối, ở đây là nằm vị trí hai cái đầu gối của anh này. Anh quỳ và nó dơ, dính dơ ha. Rồi con này em bán với giá là 400 ngàn, mã 34. 400 ngàn mã 34. Một con cuối cùng. Một con cuối cùng anh em. Con này size medium rare luôn. Em còn mới tèn tèn tèn. Bụng to nhất của nó là 96. Nhỏ thì anh em rút lại 80 vẫn vô tư. Dài 108. Quần mới kẹn luôn. Mới kẹn luôn. Con này mã 4, giá tiền là 400 ngàn, mã 33. Mã 33 nha em. Rồi em làm video hiệp 1 của đêm 20 tới đây thôi. Nếu anh em ưng cái con nào thì gọi điện ngay cho em. Cho một like, một bình luận. Cái là chạy qua gọi điện dùm em số điện thoại 0911337139. Chốt cho tôi cái mã 33 là em chốt nha. Rồi em xin cảm ơn và em sẽ làm hiệp 2 cho anh em.